Não, pô. Chán đời không? Taking that to the stores. Remember the Stonehouse wire and other stores where we sell that? Một con vịt sẽ gặp hai cây cân. Gặp hồ nước. Lúc lên bờ. Một con vịt sẽ gặp hai cây cân. Nó kêu gần gặp hồ nước nó bị bà bị bóng lúc lên bờ hay cứ cân cho khó một con vịt sẽ gặp hai cây cân nó kêu gần gấp 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 cặp cặp gặp hồ nước nó bị bà bị bấm lúc lên bờ hãy cho con cho cô gớt chở giỏi vậy ta. yeah à, con xin chào ông bà cô chú ơi. Con mời ông bà cô chú nghe bài một con vịt nghe rồi 1 2 3 vô hát đi xin hát đi một con vịt thì có hai cái cân nó kêu cặp 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 nó kêu cần cấp 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 cạp 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 hồ nước nó bị bà bị bấm bấm lên bờ bấm bấm bờ với cái cân cho khô nên yêu đi dư đêm ngày còn đi dư đêm ngày mấy chân thơ đơn trước rồi con từ nay sẽ thương mấy chân thơ đêm ngày từ nay vì chúa con em đang nghe đức chờ thank you.
chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị trở lại với kênh của Vợ Việt Chồng Amis Cuộc Sống Mỹ Tennessee. Bữa nay là thời tiết cũng rất là đẹp luôn, chỉ có khoảng 18 độ mà thôi. Nói chung là cũng không có lạnh và cũng không có nóng quá. Và đây cũng là cái thời tiết thích hợp để mình trồng hậu Hà Lan á. Thì mấy cái luống này nè, hồi mấy năm trước á, gia đình của Nhi trồng ớt á. Nhưng mà vì là ớt thì thu hoạch không có được nhiều, vì lý do là đất ở nhà Nhi nó vẫn chưa có được tốt cho mấy. Với lại là ở cái khu này á, ở trong chợ đó thì những cái người khách hàng họ không có thích ớt chuông cho lắm, hoặc là ớt cây nữa. Trên gia đình của Nhi năm nay trồng ớt ít lại. Và trước khi trồng ớt á, thì nhà Nhi sẽ trồng ba cái đậu Hà Lan hết trơn mấy cái luống này luôn. Hà Lan thì rất là thích lạnh. Thì đậu Hà Lan có rất là nhiều loại. Và cái loại mà nhà Nhi trồng lần này á, ở cho cái khu này á, thì nó khoảng 24 feet tall. Có nghĩa là nó cũng không có cao cho lắm. Và cái vàng của nó mình làm cũng không có cần phải rườm rà cho lắm. Cho nên là gia đình của Nhi trồng ở khu này luôn. Và sau khi mà trồng xong, thu hoạch xong Hà Lan, đậu Hà Lan ở khu này đó, thì gia đình của Nhi sẽ cho ra trồng khoảng 1-2 luống ớt. Rồi còn những luống còn lại thì trồng những cái thứ khác. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng đi làm với Nhi nha. Với mấy cái luống này đó, thì nhà Nhi năm rồi vì lý do là lên kế hoạch trồng ba cái ớt chuông rồi đó, cho nên là chỉ đào lỗ thế này thôi. Nè, cô chú anh chị nếu mà theo dõi video gia đình nhà Nhi nhé, thì nhà Nhi vừa rồi á, cái mùa đông á, là không có cắt, không có nhổ luôn rễ, nhưng mà chỉ cắt cái trên thôi. Thì bây giờ nhổ lên cũng dễ nè, nhưng mà mình sẽ để nó lại đây để nó có cái nguồn dinh dưỡng cho đất nữa. Rồi mình Nhi trở lại cái luống này là năm rồi nhà Nhi trồng ba cái ớt nè, cho nên là đào lỗ như vậy thôi. Đáng lẽ là mình trồng ba cái đậu Hà Lan á, thì mình sẽ đưa nó một vàng đến giữa này nè, nhưng mà tại vì mình không muốn phí nha. Cái miếng này với lại cái miếng này mình mua cũng không có rẻ đâu đó, cho nên là nhà Nhi để như vậy luôn. Rồi nhà Nhi trồng vô trong đây luôn, thì mỗi một cái lỗ như thế này nè, nhà Nhi trồng chỉ khoảng 3 hộp thôi. Đây, 3 hộp. Rồi đây là cái khu trong nhà kính của nhà Nhi. Nhà kính nhà Nhi cũng nhỏ lắm chứ không có to. Thì cái chỗ này là vàng xà lách nè. Trong tương lai thì nhà Nhi sẽ đem ra ngoài trồng chắc khoảng lối tháng 4 hoặc là khoảng giữa tháng 3 này nè. Ra ngoài trồng và sẽ trải cái lớp cao su lên rồi trồng cái này lên. Thì nó sẽ không có bị cát đá. Tại vì ở chợ Nhi bán đó thì người ta không có cho mình rửa rau giống như ở siêu thị. Cho nên là để tránh bị cát đá để mình khỏi phải rửa đó, thì mình chải cái lớp cao su lên thì rau của mình sẽ được sạch. Còn bên đây là dạng bắp cải với keo, cải xoắn đó cô chú anh chị, bên kia là gừng. Ở phía bên đây của nhà Nhi là mấy cái mà chuyển ra từ cái kệ trong nhà đó. Cái để dưới cái đèn cho nó lên á, thì cái này là bông cải trắng nè. Cái này là bông cải xanh nè. Mấy cái này đó thì sẽ chuẩn bị đem ra ngoài trồng luôn. Mùa này lạnh này thì nó sẽ lên rất là nhanh, nó không có thích hợp cho mùa hè ha. Rồi cái này là cải cầu vồng nè. Đây, cái này cũng cải xanh nè, cũng cải xanh. Và gừng này á, thì sẽ chuẩn bị đem ra vào lối tháng 5, ở tháng 6 mới đem ra ngoài. Còn mà cái này là kiwi nha. Nhưng mà đặc biệt đối với húng lũi thì nó lên rất là sớm nha. Húng lũi nè, húng lũi thì lên rất là sớm. Rồi bây giờ Nhi sẽ đi vô nhà cho cô chú anh chị coi ở trong nhà nha.
Nhưng mà Nhi quên nữa, trước khi đi đi vô nhà cho cô chú anh chị coi thì Nhi sẽ lấy một cái nè. Nhi lấy một cây ra cho cô chú anh chị coi. Nhà Nhi không có trồng ở trong cái chậu giống như bình thường nữa, mà trồng ở trong một cái khuôn mà anh xã nhà anh tự thiết kế ra từ máy in 3D đó. Và khi mà mình đem đi ra ngoài mình trồng á, mình chỉ cần mình lấy ra như vậy thôi, chứ mình không cần phải lấy ra khỏi mấy cái chậu nhỏ nhỏ như thế này. Đó, như này rất là gọn luôn mà không bị mất thời gian. Và nhìn nè, rễ nó ra nè. Nhiều cô chú anh chị ở Mỹ nói cái này giống bánh brownie quá. Đó, rất là dễ luôn. Khi mà nó ra được như vậy là mình đem ra ngoài trồng được rồi. Đây. Rất là gọn. Sau khi mà dời ba cái cây mà đã cao lớn rồi ra ngoài nhà kính á, thì nhà Nhi đã bắt đầu có những cái kệ mới ở đây nè. Đây, cái này chẳng hạn như là cà chua nè, cà chua này đã chuẩn bị bây giờ nè. Tất cả các loại cà chua là nhà Nhi chuẩn bị ngay từ bây giờ rồi. Thì tới tháng 5 là đem ra ngoài trồng là rất là ok luôn. Với lại là ớt chuông nữa. Thì mấy cái khu này của nhà Nhi á, là tới mùa chợ đó thì sẽ trồng ba cái rau mầm á, chứ không phải là mấy cái cây gì đâu. Mấy cái này thì sẽ đem ra ngoài nhà kính luôn. Nhưng mà tạm thời hiện tại thì cũng còn lạnh ban đêm á. Với lại là ở ngoài kia cũng đầy nữa, cho nên là để mấy cái này ở đây. Chứ sắp tới là sẽ trồng rau mầm để đem đi chợ bán nha. Bên đây là rau mầm mà Nhi trồng hôm bữa nè. Cái này là 8 ngày rồi nè. Cái này có thể ăn được rồi. Dạ rồi cô chú anh chị, Nhi vừa mới xong ở ngoài. Bây giờ là cũng khoảng 4 giờ chiều. Nhi chuẩn bị cho bữa ăn chiều, sau đó chuẩn bị cho hàng cho ngày thứ 6 để đi bán nữa. Nhưng mà trước khi đó thì Nhi trả lời bình luận của vị khán giả này. Cô là một người Nhi cũng rất là quý. Cô rất là hay xem kênh của nhà Nhi và có rất nhiều bình luận khen, góp ý, giống như là một người mẹ hoặc là một người dì, một người thân mà có những cái lời đối với con cháu của mình vậy đó. Thì Nhi không có miệng lưỡi, lời lẽ của Nhi không có nhiều, cho nên mỗi lần mà bình luận Nhi phải suy nghĩ rất là nhiều. Nhi mà bình luận của cô dài quá. Và Nhi muốn giải thích rất là nhiều nhưng mà Nhi không có miệng lưỡi để giống như viết ra để nhiều như vậy. Cho nên là sẵn đây Nhi trả lời bình luận của cô ở trên đây luôn. Hy vọng là cô có thể nghe được và hiểu được hoàn cảnh hiện tại của gia đình của Nhi. Và khi mà cô chú anh chị mà nghe bình luận của cô á, thì cô xin cô chú anh chị đừng có những lời lẽ trách móc cô. Tại vì thật ra thì cô cũng muốn tốt gia đình của Nhi mà thôi. Với một địa vị của một người lớn hơn á. Rồi Nhi đọc bình luận của cô trước nha cô chú anh chị. Đầu tiên thì cô nói như thế này: kỷ niệm 4 năm ngày cưới không có thấy một hình ảnh lãng mạn nào của vợ chồng, mà chỉ thấy hình ảnh làm kiếm tiền. Thật đáng buồn, nhà có hai vợ chồng và một bé nhỏ mà có cơ ngơi quá rộng lớn. Đầu tiên thì Nhi nói cái phần này trước. Thật ra thì cái video clip mà Nhi nói về 4 năm ngày cưới của hai vợ chồng của Nhi đó, thì ngày hôm đó là ngày 8 tháng 3. Mà trước ngày 8 tháng 3 là ngày 7 tháng 3 thì hai chồng Nhi đã làm gọi là xuyên đêm luôn á. Là tới 1 giờ sáng luôn thì đi ngủ. Nói chung là qua ngày 8 tháng 3 là rất là mệt rồi. Cho nên là hai vợ chồng của Nhi cũng không có kế hoạch hay là có một cái buổi lễ, buổi tiệc gì đó gọi là lãng mạn. Bởi vì hai chồng của Nhi rất là đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Tại vì hiện tại là đang là mùa xuân, chuẩn bị cho mùa hè, chuẩn bị rau, chuẩn bị hạt giống, phân bón đồ này kia rất là nhiều. Rồi vườn cây ăn trái nữa. Cho nên nhà Chi đơn giản là chỉ ra ngoài một cái nhà hàng nhỏ, rồi có một cái bữa ăn đơn giản với nhau như vậy thôi. Đối với gia đình của Nhi đó, thì với những cái thức phim ăn uống đồ rôm rã hay là có những bữa lãng mạn đó, thì anh xã của Nhi ảnh không có muốn đưa lên mạng xã hội. Ảnh muốn cái đó là một cái gì đó riêng tư của gia đình. Nên là cô chú anh chị sẽ không có thấy được những cái thước phim lãng mạn trên đây đâu. Nó chỉ là làm việc và chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những cái công việc hàng ngày của gia đình của Nhi mà thôi. Thật ra khi mà cô chú anh chị nhìn vào cái nhà của Nhi đó, thì cô chú anh chị nghĩ nhà nhỏ này nó cao rộng lớn rồi này kia, như vậy là đủ rồi. Thật ra là vẫn chưa xong cô chú anh chị. Hiện tại thì ở cái tầng hầm này á, nhà Nhi chỉ tạm là ổn để mà sống mà thôi. Cho nên là trần nhà cũng chưa xong. Từ tầng 1 đến tầng 2 là ở trong á, nội thất vẫn chưa xong.
bên ngoài nhà Nhi làm như vậy đó để bảo vệ cho cái vách, cho cái nóc mà thôi. Chứ nhà Nhi vẫn đang làm từ từ để mà hoàn thiện cái nhà của mình. Cho nên là khi mà Nhi quay những cái lúc mà anh xã Nhi ảnh tiếp tục xây dựng đó, thì sẽ thấy những cái ngổn ngang ở phía trong, tại vì là vẫn chưa có ngăn vách hoặc là có phòng đồ đàng hoàng và máy móc đồ vẫn còn để ở trong nhà. Nhà Nhi vẫn chưa có nhà kho ở phía bên ngoài, cho nên mọi thứ đều phải để ở trong để bảo quản nó. Anh xã Nhi có rất là nhiều máy móc, sắp xếp cho nó khang trang á, thì nhà Nhi vẫn chưa có sắp xếp được. Hiện tại thì không thể nào sắp xếp cho khang trang được, vẫn chưa có hoàn thành. Dưới này thì tương lai là một cái nơi để là làm việc, Nhi làm nến thơm, Nhi làm rau mầm, Nhi làm tất cả những cái đồ mà đem đi chợ bán. Cho nên là mọi thứ đều hỗn độn. Những cái đồ mà đem đi chợ bán thì cần phải để ở trong, cho nên là sẽ thấy nó rất là bừa bộn. Nó giống như một cái chỗ làm việc vậy thôi, chứ không phải là một cái phòng khách đồ này kia. Cho nên là cô chú anh chị sẽ không có thấy cái sự khang trang của nó. Đối với gia đình của Nhi hiện tại thì cũng còn đang rất là chật vật. Anh xã nhà ảnh không có đi làm. Gia đình của Nhi đang tập trung vào giường. Cho nên là nếu như mình không làm việc, mình chỉ tập trung vào cái bản thân của mình, thì mình sẽ không có xong việc được. Nhi nghĩ đối với cái hình ảnh của Nhi hiện tại thì nó cũng được rồi. Nhi không muốn thêm gì nữa hết, không muốn chăm chút gì nữa hết. Xoay xòa chỉ là những khi mà Nhi làm vườn mà thôi. Chứ những cái lúc mà ở trong nhà vào mùa đông á, thì Nhi vẫn tươm tất rất là bình thường. Cô cũng nói là cái vườn rau quá lớn, khai thác chi nữa, đừng có quá tham lam, rước khổ vào thân. Thật ra thì cô chú chị nhìn cái vườn rau á, thành nghĩ là nó lớn, thật ra là nó vẫn chưa đủ đối với cái kinh tế của gia đình của Nhi hiện tại. Tại vì á, chỉ có làm được vào mùa hè thôi, và những cái loại rau đó chỉ bán vào được mùa hè, và thu nhập thì nó cũng không có ổn định. Cho nên là gia đình của Nhi mới bắt đầu khai thác vườn cây ăn trái. Và cô chú anh chị nào làm vườn hoặc là nông dân á, là có nông trại, thì cô chú anh chị sẽ hiểu. Đặc biệt là mình trồng hữu cơ, cho nên là mình không thể nào nghỉ ngơi được. Bắt đầu vào mùa xuân là mình phải bắt đầu làm. Và bên cạnh đó, gia đình của Nhi hiện tại nhà chưa xong, cho nên là nhà Nhi làm xuyên suốt cả năm hết, không có ngày nghỉ ngơi. Không phải là hai vợ chồng của Nhi tham lam, nhưng mà tại vì là công việc vẫn chưa có xong. Làm vườn thì mình cần phải chăm sóc, phân bón đồ rất là nhiều. Đặc biệt là đối với vườn trái cây thì mình phải chuẩn bị cho nó, để cho những năm tới nó ra trái rất là nhiều. Cho nên mình không thể nào ngừng được. Nhi nghĩ là mình siêng năng thì nó không có gì gọi là quá đáng hết. Nhi nghĩ là cô có thể là cô đang hiểu lầm với gia đình của Nhi và nói gia đình của Nhi quá tham lam. Thật ra nếu mà có kinh tế ổn định, có cái kinh tế để mình có thể thuê người khác đó, thì gia đình của Nhi sẽ không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà tại vì là nó cũng có những cái gọi là bị hạn chế, cho nên gia đình của Nhi cần phải làm và làm. Tất nhiên bên cạnh đó thì sẽ có những cái hình ảnh mà vợ chồng con cái đồ quây quần với nhau. Nhưng mà anh xã của Nhi ảnh không có muốn đem những cái riêng tư đó lên trên đây. Những cái mọi thứ mà Nhi quay đó, nó đều là tự túc. Bản thân Nhi làm hết, từ mọi thứ, những cái thước phim, những cái lúc mà chỉnh sửa thì đều từ Nhi hết. Và cho nên chính vì vậy mà mọi thứ nó không có lên kế hoạch sẵn. Nó chỉ là mỗi ngày nó diễn ra như thế nào thì Nhi quay như vậy. Và Nhi cũng không có suy nghĩ là ngày mai mình phải làm chủ đề gì. Tại vì nhà Nhi á, có rất là nhiều việc để làm, mỗi ngày nó đều diễn ra khác nhau. Cho nên là Nhi không cần phải tìm chủ đề. Nhi chỉ quay bây giờ cuộc sống của mình nó diễn ra thế nào thì mình quay như vậy là xong. Cho nên Nhi nghĩ là đó là những điều mà Nhi muốn trả lời bình luận cho cô. Hy vọng rằng là cô sẽ không buồn với những cái lời mà Nhi giải thích vừa rồi. Nhi rất là cảm ơn cô, bởi vì cô có rất nhiều lời khen ngợi về gia đình của Nhi. Hy vọng rằng qua cái video này thì Nhi sẽ cô sẽ hiểu về gia đình của Nhi nhiều hơn.
Chị mệt quá. Rồi nè cô chú anh chị, hay buồn vậy nè. Đây đó. Tại vì gió đó. Đây, anh buộc hết rồi. Đây, cũng mấy trăm cây á. Coi, hôm bữa mưa quá nhưng không có kịp quay cho cô chú anh chị coi. Đây, ui, có bông rồi nè. Cái này là lê à? Đúng rồi, cái này là lê nè. Có bông rồi nè cô chú anh chị. Đã chưa? Đây, bên kia là có lá nè. Đây, đặc biệt là lê là có lá hết nha cô chú anh chị. Có mấy cây hồi nãy như chị đó là có bông. Cái này là sensiki gì đó. Ôi dễ thương quá à. Nè, bông lê. Ôi cái này chỗ rồi nè. Đây, cái này chỗ bông rồi. Cái cây này hơi nghiêng nè, anh chưa cột với sao. Bữa nay đẹp quá. Where's your hat? Lấy cái nón đi. Đây nè. Dễ thương quá. Get your hat. Lấy nón. Did you cry? Did you cry? Đó đi. Thì sẽ Trời ơi, look at your face. Where's phở? Phở đi cô hôm. Đi về không? Phở về không? Bữa đây không? Qua đây. Phở đi về không phở? Nói mệt vậy. What? Là ôi, look at your face. Ôi nè, đỏ chét luôn nè. Did you cry? I did cry. No. I did cry, yeah. Ê, rồi, did you scratch your hand? No. Có gãi không? No. Not filming. Yes, filming. No. I will see. I would know. Rồi không có ẩm đâu. Do it work. Mạnh lên. Push. Mạnh lên, đẩy mạnh lên. Đẩy, nữa. Bên đây. Nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Look mommy. Nhìn mẹ nè. Nằm đi cũng kè kè bên hết trơn. Phở ơi. Đi đi, phở đi đi. Go. Đây. Đi rước ảnh là phải đi biết lâu mới về tới nhà. Come here. Đi. Mặt đỏ chét luôn. Hả?
đói chét luôn chàng. Thôi nè. Rồi cô chú anh chị. Con gà của Nhi nấu khoảng nướng khoảng 4-5 tiếng nè. Da giòn nha. Nướng mười mấy con là thành chuyên liền. Em ơi, đói bụng không? Rồi rau này là khoảng 10 ngày là ăn được cô chú anh chị. Cái này mới chỉ ngày thứ 8 thôi, nhưng mà bữa nay Nhi gấp quá, Nhi đem cái ăn nè. Đây, đây, rất là ngon luôn. Không có miếng bị mốc nào ha. Như Nhi nói hôm bữa đó là ở dưới này nó là ghế của cây á, cho nên là không phải mốc. Đây, ngon ha. Giờ Nhi sẽ cắt nó đem đi rửa nha. Mình rửa chủ yếu là để bụi thôi, chứ nó không có dơ gì hết trơn. Cái phần ghế này thì mình bỏ ha, mình đem ra ngoài á, mình thảy trong cái vườn của mình cũng rất là tốt cho mấy cây khác. Daddy, get the food for the dog. Finish the small bag.